Dịu dàng, e ấp đã đi vào thơ ca, nhạc họa. Tà áo mớ ba mớ bảy, chiếc nón quai thao như mang theo cả âm thanh và cảm xúc. Và nó cũng gợi chúng ta nhớ về cái ngọt ngào của những làn điệu quan họ và gợi nhớ về cái tình của liền anh, liền chị trao gửi cho nhau. Và trên hết, nó mang theo cả niềm tự hào và tâm hồn của người dân Kinh Bắc. Lụa hồng, em đi chảy hội non sông, cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh. Những cô gái quan họ bước ra từ câu thơ của Hoàng Cầm đã khiến người ta liên tưởng tới không khí tưng bừng của hội làng xứ Kinh Bắc. Ở nơi ấy, dáng dấp của trang phục liền anh, liền chị là điểm nhấn không thể thiếu. Với liền anh, trang phục đi hội gồm khăn xếp, chiếc áo the đen, áo dài gấm bên trong, quần trắng, đôi giày đen và ô lục soạn. Với liền chị thì trong ba lớp áo thấp thoáng dải yếm đỏ kết hợp với khăn mỏ quạ đội đầu. Ngoài ra còn có một số phụ kiện như bao, nón quai thao, đôi dép cong tạo nên nét thướt tha duyên dáng. Để sắm sửa trọn vẹn một bộ trang phục đi hội xuân ấy, thì cả một gia tài. Vì sao mà ở phía trang bên ngoài của trang phục thì là chọn những màu nâu, màu đen, màu tối, nhưng mà ở phía bên trong thì lại vô cùng rực rỡ? Cái gì đó thì càng khó nhìn thì càng phải theo lâu. Nếu như bây giờ đó, cái màu sặc sỡ mà mặc cả bên ngoài, người ta nhìn một lần người ta biết cả rồi. Thế nhưng mà người quan họ đó thì bao giờ cũng thế, ăn nửa miếng, nói nửa lời, cười nửa miệng. Cái quan điểm đấy được đưa cả vào trong trang phục, cái gì cũng nửa. Trên một cái nền đen như thế, tự nhiên có một cái dải yếm đỏ. Khi phủ hai cái này vào á, thì người ta thấy màu nó rất nhã. Giống như là nhìn qua cái màu đỏ, một cái làn sương khói, nó mờ mờ ảo ảo. Phối màu giống như là những họa sĩ chuyên nghiệp vậy. Đi liền với trang phục quan họ là cả một nghệ thuật sống. Mỗi chi tiết đều mang hơi thở và dáng dấp của người Kinh Bắc. Ví như chiếc nón quai thao làm người ta liên tưởng đến những cô gái xứ mặt trời, mang vành nón mặt trời. Chiếc nón đó họ dùng để nâng lên, để e ấp hoặc để đeo hờ trên vai. Nhờ vậy mà tạo nên nét duyên thầm của người con gái quan họ. Khi đã được mặc trên người một bộ trang phục quan họ hoàn chỉnh rồi thì tôi nhận ra rằng có một điểm tưởng là dễ mà thực ra lại là khó. Đó chính là việc chít khăn mỏ quạ. Cô Sang ơi, làm thế nào để chít khăn mỏ quạ mà thể hiện ra mình là một người tinh tế hả cô? Thì trước hết là cháu phải rẽ hai mái tóc. Cái thứ hai là cháu phải chọn vấn. Cái vấn là cái khu đằng trước nó phải cao hơn một chút. Vâng. Thì là nhưng mà nó phải vừa với cái đầu của mình. À, thì ạ. Là mình đội khăn vào thì nó mới khuôn mặt nó tựa như là cái khuôn mặt trái xoan. Cái mỏ quạ thì nó hình cái búp sen thì nó rất là đẹp. Mặc trên người bộ trang phục này, mặc dù tôi chưa biết cách hát quan họ đâu, thế nhưng cũng đã cảm thấy đủ tự tin để đi chảy hội với liền anh liền chị ở trong làng. Trang phục quan họ được nuôi dưỡng trong không gian văn hóa làng xã. Đó là cây đa, bến nước, mái đình, là những lá cờ hội. Và hơn hết là trong dân ca quan họ. Dù là nam hay nữ, khi diện lên bộ trang phục ấy, luôn phải nhún nhường bằng những câu thưa, gửi. Đương quan họ liền anh đã nhường, thì chị em chúng em xin được ca trước đấy ạ. Đôi ta thương nhớ bộ trang phục mang tính biểu tượng ấy được làm ra bởi những làng nghề truyền thống xứ Kinh Bắc.
Vùng đất này vẫn luôn nuôi dưỡng nhiều thế hệ thợ may tài hoa. Bằng tình yêu nghề và đôi bàn tay khéo léo, họ vẫn giữ được vẹn nguyên vẻ đẹp của bộ trang phục Việt cổ truyền. Và giờ đây tôi cảm thấy mình đã có thể ngồi hát du đêm suốt sáng quên cả thời gian. Là say hát, nhưng có lẽ cũng là say cái tình của người Kinh Bắc.